Quần đùi chơi thêm quả tóc vuốt, phải làm được một sữa không thật con nó lại khóc suốt. Dăm ba cái Chuyên cứ đêm là vào làm, ngồi cho lồng kính chạy các gì đồ bảo tàng. Chuyên gia tư vấn tâm lý cho thật đông các cháu, các nhiều trẻ con Lương Văn Can ngày mùng 1 tháng 6. Em nào còn bé quá giờ mai đi học ngủ nhanh, còn các em còn lại hãy về với tộc của anh. Làng này là căng đệ, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông của bà chủ kênh, quỳ phát là biệt đội cân hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đệ, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông của bà chủ kênh, quỳ phát là biệt đội cân hết tất cả đối thủ vành đông. Độ tộc, độ tộc, mới về với tộc của anh, mới về với tộc của anh. Độ tộc, nhưng các ông thích gì là tôi cũng chiều ngay. Chơi thì là Phúc, cái chính anh em gần nhau, nên trò nào khó quá thì hẹn anh em tuần sau. Thì đấy, thích thì theo tôi về, nguyên cả bộ tộc anh em thích không lần tôi thề. Muộn thì ngồi nghe ra mặt chuyện của mấy ông già, chơi ở ao làng ăn đặc sản là khô gà. Còn nếu đã không thích thì đừng qua thăm đây, đừng để tôi mà ngứa mắt lại khóa mồm 300 giây. Nói thế này thì nó lại bị hợp lý, là hổ báo có to đến đâu cũng phải đua sói vé phí. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông của bà chủ kênh, người sắp là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông của bà chủ kênh, người sắp là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Độ tộc, độ tộc, mời em về với tộc của anh, mời em về với tộc của anh. Độ tộc, độ tộc, độ tộc, mời em về với tộc của anh, mời em về với tộc của anh. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông của bà chủ kênh, sắp là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói trông của bà chủ kênh, sắp là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Độ